Xin chào mừng bác đã quay trở lại kênh âm thanh Đại Phát. Trong clip buổi chiều ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng làm video clip về những dòng của đẩy bãi. Tiếp theo thì hàng những dòng đẩy bãi Dika Da King với cái model là LA600 thì tiếp tục em đã có hàng về với nhé. Những sản phẩm này thì hôm trước thì em có lên với bác, mấy hôm trước thì có lên những dòng DK400. Thì nhiều bác là gần như bác nào đặt hàng thì bác cũng về, các bác cũng rất ưng ý về chất âm dòng DK nó hay. Thứ hai là hình thức nó cũng đẹp. Và nhiều bác là sau này không mua được hàng thì hàng DK400 em hết hàng rồi nhé. Bán trong vài hôm thì bác ủng hộ ngay. Bởi vì hàng DK thì nó là một trong dòng đẩy mà cũng là hàng thương hiệu rồi, thương hiệu lớn của Anh Quốc. Và cũng được các bác gọi là rất là nhiều các bác anh em chơi âm thanh là cũng trải nghiệm những cái dòng này. Thì thứ nhất là chất âm hay, độ bền, độ lành cao ấy nhé. Và linh kiện nó sử dụng nhiều con linh kiện cao cấp cho nên là máy rất đẹp nhé, máy rất đẹp. Thì DK600 thì công suất lớn hơn, sợ trực kháng 8 ohm thì công suất 600 và 4 ohm của nó 900W một kênh thôi nhé. Dòng này thì công suất lớn và nó nhiều xò thúc cũng như là nhiều xò, nhiều tụ, nguồn to đấy. Nguồn to và đánh thời gian dài được, tức là nếu mà công suất 600W thì các bác có thể đánh thời gian dài được. Thì máy nó rất lành, thì các bác có thể chơi căng được tốt được hai cặp loa bắt 30 thôi nhé, hai cặp 30 côn 76 đó. Thì quan trọng nhất là bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm này thì theo dõi video này, thì quan trọng nhất là giá thôi và cái độ hàng nó còn đẹp hay không thôi. Thì giá thì 400 hôm trước thì em bán cho bác là cái giá là 3 triệu, đó, 2 triệu 9 là 3 triệu là bao ship đó. Thì DK600 này giá nó sẽ cao hơn một chút thôi nhé, cao một chút. Thì bác nào mà thực sự quan tâm thì chúng ta theo dõi video này. Những hàng này thì em lên sóng thì các bác cũng ủng hộ rất là nhanh, bởi vì là DK thì nhiều bác thích nhé. Đấy, giá nó cũng hợp lý nhé, mấy triệu một chiếc đẩy mà các bác chơi thì cực kỳ hợp lý. Nhiều bác mua những con đẩy hơn chục triệu về đấy, rồi cũng lại không thích, nhiều khi mua nó cũng không gặp phải những con đẩy mà mua hơn chục triệu về đấy, dùng có khi nó cũng không được bền lành những DK đó. Thì dòng này mặt của nó mặt phay nhôm ấy nhá, mặt phay nhôm DK là kinh model là L600 này. Dàn đèn nó rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Và cái dòng này thì máy của nó chất âm rất hay thôi nhá, rất hay. Nên cho nên em chả tiếc nhà, bởi vì là rất là nhiều anh em bán rồi. Em quay vào trong nó tham khảo. Nguồn giữa này thì sử dụng là 4 quạt thôi nhá, 4 quạt gió. Đấy, 4 quạt của DK. 4 quạt thôi nhá. Trước 2 và sau 2. Đấy, trước 2 và sau 2. Nguồn này thì nó có một miếng cao su này, nó đỡ cái tại vì nguồn nó cao size 2U, nhưng nguồn cao bằng mặt máy, có miếng cao su nó đỡ được cái nắp, nó đỡ cách điện này nhá, cách điện mấy cái nguồn này, nguồn đồng rồi, 100% nguồn đồng ấy nhá. Còn là nhiều khi các bác nào mua DK mà nguồn nhôm là DK nhái, còn hàng này là 100% nguồn đồng. Đó, nguồn đồng 100% luôn đấy ạ. À, nguồn nó cũng khá là to, tầm một đường kính là 19 cm thôi nhá. Và tụ này. Dòng này thì với cái dòng DK 600 này thì sử dụng nhiều tụ, sử dụng lên đến 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 con tụ thôi nhé, 20 tụ là tụ thì còn đẹp nhé. Đấy, tụ còn đẹp đó, tụ 80V và 4700mi. Và cái tụ này nó không làm to nhé, làm nhiều tụ và không làm to đó. Làm nhiều tụ và không làm to. Còn sò thì dòng này đã sử dụng là sò Toshiba. Đấy, sò này thì sò của Nhật, thằng sò xịn đó nhé, sò xịn của DK ấy. Đó thì sò nó sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 7, nhưng mà nó sò chính là nó chỉ có 6 thôi, 6 2 12, và tổng là 24 nhé. Còn nếu đếm cả đây là thành 28 sò đó, 28 sò. Đây, DK thì trên bể máy cũng chữ DK nhé, linh kiện những con điện sáo mà nhìn này, còn linh kiện hàng chất thôi đó, DK nó nhiều, trên máy nó gọi DK này. Này thì vẫn nguyên bụi, em gọi là thổi qua một chút nữa nhé, thổi qua chút là quay luôn cho bác xem thôi. Rất đẹp luôn. Các bạn đánh hai cặp loa 30 thì đánh thoải mái luôn. Các bạn nhìn cái máy của nó này, quay tổng máy nó dày đặc luôn đấy nhá. Nên toàn sử dụng là linh kiện là xịn thôi, linh kiện cao cấp này. Nguyên cái phần ở đấy nhá, nguyên cái phần sò thúc của nó sử dụng rất là nhiều nhá, 2, 4, 6, 7 sò thúc trên một vế nhá. Đó, tổng 14 sò thúc và sò chính là nó dụng hai mấy sò rồi, cho nên rất nhiều sò. À, đánh thì thực ra bác là đánh ví dụ cũng là 6 mát, thì đánh dòng này nó đánh trong vòng thời gian dài được nhé, thời gian dài được luôn. Đó, hay ca thì gọi là nồi đồng cối đá, rất bền và lành. Đó, bền và lành luôn đấy nhá. Thì đây là phần nội thất bên trong. Đó, còn về bên nội thất này thì linh kiện toàn linh kiện cắm chân hết nhé, linh kiện cắm chân hết IC.
đó. Về đằng sau đó, sau thì dòng này thì nó sử dụng là rác giao loa bằng rác cắm nhanh, rác nitric thôi nhé, nó đấu 1+1-, đấu 1+1-. Còn với cái các chế độ thì em đã gạt sẵn hết bao về để chơi thôi. Đó, đang gạt shifter, cái này thì nó là cắt tần số này, cái này là đánh độ độ nhạy vào này, dòng này chế độ ôm này, đây nó có chế độ limit này, nói chung là em đã gần như là gạt hết rồi, bác về chơi thôi nhé. Tín hiệu vào thì bác vào hai đường này, còn hai đường này chúng ta link để khác vào sụp điện bỏ nhé, chỉ vào hai đường này thôi, hai đường chính, còn ra loa hai đường rất nhiều trích nhé, nhiều trích. Em vào quận tổng hợp đẹp, mới là hàng tất cả mà bán bao zin hết đấy, bao zin hết đẹp, tụ thế còn thằng đẹp nữa nhé, đẹp luôn. Trước hôm lên thì cái dòng DK400 là 2.9 mới nhá, 2.9 thì hết hàng rồi, các đặt hàng này không còn nhá, đây nguồn, đó. Nguồn này. Thì với những hàng mà đẹp zin như này thì mình bán là giá là 4.2 triệu nhá, giá tại cửa hàng, đó. Chắc chắn là giá thì hàng đẩy thì em bán là giá thì cũng là giá cạnh tranh thị trường rồi, giá nói chung là cũng tốt nữa nhá, để bác bán cho bác giá rất tốt luôn. Dòng này lợi nhuận cũng chẳng được bao nhiêu, cho nên là các bác cũng nói chung là cũng không nên là bớt, bởi vì là thật sự bác làm xả giá khá tốt rồi nhé. Đó là đặt hàng này chúng ta cọc cho cửa hàng ấy còn vài trăm, xong rồi em đóng hàng, đóng gói, gửi hàng cho bác, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, tất cả bán đầu bảo hành rồi nhé. Đó, đến nhận hàng thì tiếc xong bắt đầu thanh toán để tán cho em là được. Ok thì các bác gọi cho bên em số điện thoại là 0385 222 28 ấy nhé. Thì em xin kết thúc video rồi. Xin chào bác. Và các bác xem video cho em xin một nút like nhé. Nút like và đăng ký kênh ở góc màn hình phía dưới. Em xin chào các bạn.